TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Và TV256 đang ở trong cái trang nhà của ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng. Không, quý anh chị em thấy đây cái trang nhà đây. Thì trang nhà Nguyễn Phú Trọng ha. Thì qua cái trang nhà này đó, TV thấy có một cái bài viết gọi là nhân dân có thể góp ý vào văn kiện đại hội 13 của đảng. Đại khái đây là một cái bài viết nó ở trên trang nhà của ông Nguyễn Phú Trọng vào ngày thứ Tư, ngày 5 tới tháng 12 năm 2018, vào lúc 7:03 tối nha, tức là 19:03 đó, giờ GMT đó là cộng 7 đó. Thì TV muốn có bình luận chút xíu về cái bài viết này. Thì tựa đề cái bài viết là như thế rồi, TV muốn đọc chia sẻ quý anh chị em ha. Ngày 5 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội thứ 13 của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban. Đó, bây giờ quý anh chị mình thấy đây là cái hình ông Nguyễn Phú Trọng nè, trước một cái đại hội, trước một cái trụ sở Trung ương Đảng. Ông coi như là ông chủ trì đó. Tại vì TV256 đó, TV đọc được những cái điều mà TV thấy rất là nghịch lý. Ở đây thì TV không muốn là phải đọc hết tất cả cái bài viết này. Thành ra TV chỉ có đọc những cái gì mà TV thấy nó đi ngược lại, nó những điều mà nó sai trái. Thành ra TV kiếm ra những cái điều mà sai trái, những điều mà mỹ dân, để mà TV chia sẻ với anh chị em nha. Đó, hình ông Nguyễn Phú Trọng không? Thì ở đây đó, để TV đọc được cái chỗ, một cái chỗ mà TV thấy rất là quan trọng nha. Thì TV đọc cái phần đó, cái đoạn này nha, trích cái đoạn này cho quý anh chị em thấy nha. Rất là quan trọng. Tại vì nó có cái mệnh hệ với cái đất nước của mình chứ. Mà TV là nhân dân thì TV có thể góp ý vào cái văn kiện này của Đại hội 13 của Đảng chứ, phải không? Theo lời của bài báo thì TV có muốn góp ý điều đó. Thì góp ý ngay cái phần này, cái phần này là quan trọng mà TV muốn anh chị em theo dõi nha. Đại hội 13 của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, của dân tộc, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, khích lệ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngay chỗ này bây giờ nó đẻ ra cái chữ mà Tổ quốc Việt Nam ha. Hồi nào tới giờ đó, nói thiệt, TV 256 thường nghe đọc những bài báo trong nước, nó hay có chữ là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nó không có chữ Việt Nam đâu, thấy không? Nó là bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. TV đặc thường thấy như vậy. Ngày hôm nay đó, TV thấy nó có cái chữ Việt Nam.
Tổ quốc Việt Nam, phải không? Nhưng mà Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đó, TV thấy cái câu này nó kỳ kỳ quặc lắm. Nó không phải là Tổ quốc Việt Nam như mà bình thường như mình nghĩ đâu, nhưng mà nó lại có cái chữ mà xã hội chủ nghĩa. Thành ra đó, khi mình đọc cái câu như thế này đó, mình thấy nó nhập nhằng lắm. Mình không biết cái tổ quốc này là cái tổ quốc gì nữa, Tổ quốc Việt Nam hay là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mà thường thường thì mình thấy là bảo vệ xã hội chủ nghĩa không à, chứ không có Việt Nam. Ngày hôm nay tự nhiên bỏ cái chữ Việt Nam trong đó. Thành ra mình nói thật á, những người cộng sản đó họ vô lý lắm. Người ta nói họ là không có tổ quốc là vậy. Họ hoàn toàn không có tổ quốc. Họ chỉ là cái tổ quốc của họ là xã hội chủ nghĩa. Khi mà tháng 4 sau năm tháng 4 mà 1975 đó, quý vị thấy rất có nhiều biểu ngữ mà dân đầy khắp nước đó, là yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Thấy không? Thành ra đó họ đồng hóa cái nước là cái tổ quốc đó là cái xã hội chủ nghĩa, và họ hoàn toàn họ bỏ quên cái chữ Việt Nam. Thường thường người ta nói tổ quốc thì người ta hiểu ngầm là Tổ quốc Việt Nam đi. Đằng này họ không, họ bỏ cái chữ Việt Nam, họ lấy cái tổ quốc là xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ngày hôm nay họ bỏ cái chữ Việt Nam vô, họ nhập nhằn, tại vì người dân người ta thấy cái bản chất cái lưu manh của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Ngay cái tên nước đó mình cũng thấy nó lưu manh nữa, đúng không? Tiếng Việt mình thì tỉnh từ thì nó sao danh từ. Khi xưa mình có cái nước là Việt Nam thì cái tỉnh từ là Cộng hòa, thì mình nói đặt cái tên nước là Việt Nam Cộng hòa, thì đó là cái tỉnh từ nó là Cộng hòa. Nói về cái thể chế Republic, Cộng hòa đó là nó người dân bầu nên cái người mà tổng thống hoặc là người cái chủ tịch nước, thì người dân người ta bầu cử tự do, thì nó gọi là cái chế độ đó là Cộng hòa. Nhưng mà sự thật đó mình có thể mình đặt tên nước là Việt Nam là đủ rồi. Cái chữ mà Cộng hòa thì nó là thể chế thôi. Nhưng mà cái tên nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mình thấy cái Việt Nam nó ở phía sau. Nó giống như là cái tỉnh từ, nó bổ nghĩa cho cái chữ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thành ra Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chỉ là một cái tên của cái gì đâu á, tên của một cái chủ nghĩa, đúng không? Xã hội chủ nghĩa. Chứ Việt Nam nó chỉ là cái tỉnh từ thôi, nó không phải là nước Việt Nam. Đó. Thành ra TV muốn vạch ra cho quý anh chị thấy, ngay cả tên nước cũng vậy nữa. Khi xưa mà Hồ Chí Minh cũng đặt cái tên nước đó là Việt Nam, phải không? Cũng là Việt Nam. Rồi chữ sau đó là Dân Chủ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì bốn cái chữ sau đó là Dân Chủ Cộng Hòa, đó là tỉnh từ để nó bổ nghĩa cho Việt Nam. Thì cái đó cũng tạm được, phải không? Nhưng đằng này nó đổi thành tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sai bét rồi, đúng không? Việt Nam là lúc đó trở thành là tỉnh từ rồi, để mà bổ nghĩa cho cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nó không phải là một cái nước Việt Nam, nó là vô tổ quốc. Chính vì vô tổ quốc đó mà mình thấy nó thực hiện cái việc mà đổi tiền đó, biết bao nhiêu lần đổi tiền. Nó cũng dùng cái bộ mặt của Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu thôi. Thành ra cái tổ quốc Việt Nam mất tiêu hết. Bao nhiêu mà anh hùng dân tộc của đất nước mình như là Hai Bà Trưng, rồi Lê Lợi, rồi Lê Lai, rồi Trần Hưng Đạo, rồi Du Quang Trung, tất cả đều không có được mà có hình ở trên đồng tiền hết. Thành ra tổ quốc mình coi như là mất hoàn toàn. Ngay cả việc mà nó giáo dục về lịch sử đó,
nó cũng gọi là bỏ hết ra. Nó hỏi mà bây giờ mấy em về lịch sử vua này vua nọ, những anh hùng dân tộc của mình, mấy anh em, mấy con em của mình ta không có biết, không có biết được. Đó, nó làm cho người ta quên đi đi cái lịch sử của dân tộc. Đúng không? Thì bây giờ đó, ngoài cái việc này ha, thì TV tiến đến một cái điều quan trọng nữa, đúng không? Cái điều quan trọng nữa ở đây đó, nó có một cái câu, một cái đoạn như thế này, đúng không? Trước hết ha, TV đọc thêm nè, trước hết là nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo. Đúng không? Một phần thì là kiên định, một phần thì đổi mới sáng tạo. Quý anh chị em thấy nó mâu thuẫn không? Khi mà kiên định thì mình giữ những cái gì mà quá khứ, những cái gì mà của mình, đúng không? Thì mình đã giữ như vậy rồi mà còn đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo là nó thay đổi rồi, làm sao mà nó hai câu này nó mâu thuẫn lẫn nhau nè. Nè, cụ thể là kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, cái Mác Lênin người ta đã bỏ vào sọt rác rồi. Ngay cả mà các Mác là ở bên Đức á, ông các Mác ông sinh ra bên Đức, mà nước Đức cũng bây giờ cũng bỏ ông vào thùng rác rồi. Mà Liên Xô đó, theo chủ nghĩa Mác Lênin, người ta đã vứt bỏ cái cờ búa liềm của Liên Xô rồi. Mà bây giờ đó, ông có nói là cụ thể là phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin. Thì mấy anh muốn kiên định thì cứ kiên định đi. Tư tưởng Hồ Chí Minh mấy chục năm rồi, mấy chục năm rồi, đâu có ai mà nó, ổng đâu có tư tưởng gì mà sử dụng đâu. Tư tưởng của Hồ Chí Minh là ổng nói là tư tưởng của Hồ Chí Minh là tư tưởng của Mao Trạch Đông nữa, đúng không? Ổng đâu có tư tưởng gì đâu, ổng chỉ cập nhật những gì của Mao Trạch Đông thôi. Mà bây giờ đó lại phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, rồi kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, làm sao? Mà đã kiên định rồi đó, thì đừng có đổi mới, phải không? Khi mà kiên định rồi đó, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, kiên định đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chỉ rõ ha. Kiên định không phải là bảo thủ giáo điều, mà kiên định phải đi liền với đổi mới. Khi mà anh kiên định những cái việc làm của anh đó, anh nghĩ là đúng, thì anh phải thực hiện điều đó chứ. Còn anh còn đổi mới cái gì nữa? Kiên định mà phải đi liền đến đổi mới, hai cái nó đá ngược với nhau vậy. Anh kiên định thì anh không thể đổi mới được. Còn anh đổi mới thì anh phải bỏ cái quá khứ kiên định đi. Anh phải đổi mới sáng tạo, đúng không? Phải đi liền với đổi mới sáng tạo. Vừa kiên định mà vừa đổi mới sáng tạo, có phải là mị dân không? Có phải là mâu thuẫn không? Anh rất là mị dân, đúng không? Nó giống như cái trường hợp chống tham nhũng thôi. Anh rất là mị dân. Anh không thể nào chống tham nhũng bằng một cái cơ chế mà độc tài, độc đảng, toàn trị như vậy được. Bây giờ anh cũng kiên định nữa, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh, mà anh lại đòi đổi mới sáng tạo là cái gì? Đúng không? Kiên định mà không sáng tạo sẽ rơi vào bảo thủ giáo điều. Ông biết là kiên định mà không sáng tạo thì phải rơi vào bảo thủ giáo điều. Ngược lại, sáng tạo mà trên cơ sở kiên định sẽ rơi vào chủ nghĩa xét lại, phiến diện, vô nguyên tắc. Ôi, những cái gì mà nó một cái ông mà Tổng Bí thư, mà Chủ tịch nước mà tuyên bố như vậy đó, nói thiệt, người ta nói ông lú đó, nó cũng chẳng sai chút nào, mà TV biết rằng là ông không có lú đâu. Ông nếu mà ông lú thì ông đâu có nắm quyền được như vậy, phải không? Ông đâu có làm được những cái việc mà
chủ tịch nước như vậy. Nhưng mà đây là chỉ nói là những cái rất là mâu thuẫn, những cái rất là độc ác của ông, vô cùng độc ác, vô được cùng độc ác khi mà cả thế giới người ta đã vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi. Ngay cả ông tổng thống, ông tổng thống Mỹ đó, ông cũng đã nói, phải không? Ông cũng đã nói trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc là xã hội chủ nghĩa đó với cộng sản đó, chủ nghĩa cộng sản cần phải bị thế giới tiêu diệt, thế giới phải lên án, đúng không? Ông Donald Trump ông nói trước Liên Hiệp Quốc rồi chứ đâu phải là không nói, mà người ta đã vứt cái cờ búa liềm là cờ của cộng sản của Nga Xô đã vứt rồi. Mấy anh em, mấy anh cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục gọi là tôn thờ cái cờ búa liềm, và đặt cái cờ búa liềm lại là đặt trước cái cờ sao vàng nữa chứ, thấy không? Các anh đặt đảng ở trên đất nước nữa, nó là khốn nạn vô cùng luôn. Mấy cái đó là phải thay đổi hết nếu mà anh muốn mà đổi mới á. Đó, cái đó cần phải đổi mới đó. Mình cái đặt cái đảng mình đó phải dưới cái đất nước, cái tổ quốc của mình, chứ không phải mình đảng mà mình ngồi trên tổ quốc của mình. Anh thấy trong tất cả những cái đại hội đó, lá cờ đảng cũng nằm ở bên tay trái trước nhất à. Là làm sao vậy? Nó chứng tỏ rằng là tổ quốc là phải đi phục vụ cho đảng. Thành ra đó, cả toàn dân tộc phải phục vụ cho đảng. Ở đây TV vạch ra như vậy đó, rõ ràng như vậy đó. Các anh bắt người dân phải phục vụ cho đảng. Bởi vì Đức Đạt Mai, Đạt Lai Lạt Ma đó, ông có nói rằng là mấy người cộng sản đó, họ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản để họ làm giàu cho đảng của họ, cho gia đình của họ thôi, nhưng không phải là của dân. Bằng chứng là mình thấy tất cả những cán bộ đều giàu có hết, những người mà làm ở trong đảng đa số đều là giàu có hết, chỉ có người dân là phải bị mất đất, nghèo khổ thôi. Sống trong một cái thế giới mà người ta đó, cái lợi tức mỗi người dân của người ta đó hàng mấy chục ngàn đô la, không, các anh không thấy mắc cỡ hay sao? Trong khi người dân Việt Nam sống cơ khoảng trung bình mỗi người dân chỉ khoảng từ 2.000 mấy đến 3.000 đô la. Thử hỏi các anh đổi mới cái gì nữa? Các anh phải dục bỏ đi cái chủ nghĩa Mác Lênin, dục bỏ đi cái tư tưởng Hồ Chí Minh, nó mấy chục năm rồi, nó xưa cũ rồi, mà các anh vẫn tiếp tục. Ngày hôm nay anh làm tới chủ tịch nước mà tổng bí thư mà không nhìn ra điều này nữa, không có xấu hổ mà nhìn ra điều này nữa, vẫn dùng cái cờ máu của cờ búa liềm của cộng sản, mà các anh không có tự vẽ được một lá cờ nữa, mà các anh cũng không đủ can đảm mà vứt bỏ đi cái chủ nghĩa Mác Lênin. Và trên bài báo này vẫn khẳng định là kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, làm sao mà người dân có thể chịu nổi được những cái mà người cầm quyền mà ngu dốt như vậy. Người cầm quyền nó quá ngu dốt luôn, mà mình hiểu là ông không có lú đâu, ông không có ngu dốt đâu, nhưng mà ông cố tình mà ông bảo vệ thôi, ông bảo vệ cái đảng của ông bảo vệ cái quyền lực cái ghế của ông đó. Ông càng làm như vậy đó, nói thật đó, ông sẽ tới cái ngày mà ông gục ngã như là đại tá Gaddafi thôi. Người dân sẽ treo cổ ông đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Ngày nào mà ông vẫn còn mà kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định cái tư tưởng Hồ Chí Minh đó, là cái ngày đó người dân sẽ treo cổ ông đó. Ông làm đi ngược lấy trào lưu mà tiến hóa của nhân loại, của thế giới. Người ta cần tự do,
người ta cần dân chủ, hiểu không? Để mà đất nước nó phát triển. Tại vì nó là bằng chứng, người ta thấy tất cả các quốc gia khác đều phát triển hết, nhờ có tự do, nhờ có dân chủ, nhờ có nhân quyền thì đất nước mới phát triển được. Chứ đâu phải mà kiên định cái tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi kiên định chủ nghĩa Mác Lênin. Người ta chỉ hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì. Đến giờ này TV cũng chẳng hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì. Đến nghĩa là TV cũng chẳng hiểu cái Mác Lênin là cái gì nữa. Mác Lênin là cái gì người ta đã vứt vào sọt rác rồi. Hiểu không? Mác Lênin là nền tảng vô sản chuyên chính ở đâu? Hiểu không? Cái nền kinh tế rồi là công nông trường hợp tác xã ở đâu? Mấy ông đã vứt bỏ rồi mà tại sao vẫn còn muốn kiên định cái chủ nghĩa Mác Lênin, phải không? Thành ra hôm nay đó, nói thiệt đó, mình thấy mình đọc tới đâu mình thấy mình sôi gan đến đó, đó. Nó giống như là cái chân này nó đá qua cái chân kia đó, một phần thì kiên định mà một phần lại muốn đổi mới sáng tạo. Đó là phải đưa cái quốc gia đi ngược lại cái chủ trương chủ nghĩa Mác Lênin, đi ngược lại với cái tên gián điệp Hồ Chí Minh, nó mang cái cờ Phúc Kiến đó, cờ đỏ sao vàng đó, cờ của Phúc Kiến rồi làm cờ nước. Mình phải đi ngược lại tất cả những điều đó thì mình mới gọi là đổi mới và sáng tạo, chứ không phải vừa kiên định mà vừa đổi mới vừa sáng tạo nữa. Trời đất ơi, ông đừng có biệt dân như vậy nữa, ông Nguyễn Phú Trọng à. Mình khang tiếng rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục nói, hy vọng ngày mai nó đỡ hơn, nói thêm nữa. Mình nói tới đâu, mình coi tới đâu, mình tức tới đó vậy đó. Tại sao một người chủ tịch nước nhưng mà kỳ cục vậy? Một người chủ tịch nước mà không thấy được cái đất nước mình đau khổ, đau thương như vậy. Biết bao nhiêu lời mà TV nói với ông rồi. Một cái ông là một cái tên khủng bố mà ông bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá mà tại sao mà ông vẫn còn làm được chủ tịch nước, mình cũng không hiểu được nữa. Một tên khủng bố mà đi là đòi bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, rồi đưa Tô Lâm, rồi đưa tướng Đường Minh Hưng rồi qua bên Đức để mà bắt Trịnh Xuân Thanh đó, hình này bắt Trịnh Xuân Thanh đây nè, không? Bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi nói là Trịnh Xuân Thanh đầu thú. Trời ơi, tại sao mà có những cái hạng người mà vô lương tâm như vậy? Tại sao đất nước mình có một hạng người vô lương tâm như Nguyễn Phú Trọng như thế gì? Mình không thể hiểu được nữa. Bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi để bây giờ cả một quốc hội Âu Châu nó không chấp nhận rồi, gọi là ban giao kinh tế nữa, hiệp ước gì đó về kinh tế đó, nó đâu có chấp nhận đâu. Không thấy không? Ngay cả nước Đức nó còn muốn gọi là hủy ban giao với đất nước Việt Nam nữa. Cái hành động mà bắt cóc thô bỉ như vậy mà bây giờ còn không nhận ra được cái lỗi lầm của mình để mà thay đổi cái đất nước nữa, mà lại vẫn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh mà không biết. Tôi hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì cũng không biết nữa. Ông trả lời được, ông viết ra đi, tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì, ông viết ra thử coi. Ông lấy ông viết ra đi, nó là cái gì? Năm điều Bác Hồ dạy hả? Cái đó là tư tưởng Hồ Chí Minh hả? Biết bao nhiêu cha mẹ người ta cũng dạy con người ta như vậy, người ta dạy con còn hơn thế nữa đó. Người ta không dạy được một cái thế hệ mà bây giờ nó đạo đức nó suy đồi như vậy đâu. Khốn nạn, thật là khốn nạn. Nghe bữa nay ngày 5 tháng 12 mà đọc cái văn kiện của ông viết như vậy đó, chủ tịch nước ông viết như vậy đó, ông làm mình rất là khó chịu, đúng không?
Nói thật, mình dòm thấy mặt ông là mình biết một cái thằng gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam rồi. Chứ không nói, hiểu không? Dù mà khang tiếng cách mấy vẫn vẫn phải muốn lên tiếng thôi. Mà lên tiếng chửi vào mặt ông, đó, ông Nguyễn Phú Trọng. Ông là một thằng độc ác với dân tộc Việt Nam. Nói thật như vậy đó. Dòm cái bản mặt ông là thấy không thể chấp nhận được rồi. Nói toàn là những lời mâu thuẫn thôi mà. Thôi nói như đây đủ rồi, mình không có đủ sức để nói nữa đâu. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Bực thiết là bực á. Đọc một cái này nó rất là bực.